Động thái này có thể làm giảm sự quấy rối và các cuộc tấn công có chủ đích. Thử nghiệm của YouTube với việc ẩn lượt không thích đã thành công. Dịch vụ này sẽ thực hiện một thay đổi, sẽ đặt số lượt không thích ở chế độ riêng tư đối với các video trên YouTube. Nút sẽ vẫn tồn tại và ảnh hưởng đến các đề xuất của bạn, và các nhà sản xuất vẫn có thể thấy số lượng, bạn sẽ không nhìn thấy các con số với tư cách là người xem. Thương hiệu thuộc sở hữu của Google biết rằng một số người đã sử dụng số lượng để đưa ra quyết định xem, nhưng cho rằng số lượng bí mật sẽ giúp ích cho cộng đồng nói chung. YouTube cho biết, những người sáng tạo mới và nhỏ hơn thường bị nhắm mục tiêu bởi các chiến dịch không thích, và thử nghiệm đã làm giảm hành vi quấy rối đó. Động thái này về mặt lý thuyết sẽ tạo ra một không gian hòa nhập và tôn trọng, nơi các nhà sản xuất video đều có cơ hội thành công và cảm thấy an toàn hơn. Không có gì đảm bảo rằng lợi ích này sẽ đến tay mọi người dùng, hoặc nó sẽ không thúc đẩy những kẻ quấy rối quyết tâm tìm ra các giải pháp thay thế. Không có gì bí mật khi YouTube có động cơ riêng khi là nạn nhân của các cuộc tấn công không thích, chỉ cần hỏi nhóm Tua Lại 2018. Tương tự, điều này có thể ngăn cản việc lạm dụng nút không thích một cách ngẫu nhiên, chưa kể đến việc các nhóm hy vọng ngăn chặn các video mâu thuẫn với lượt xem của họ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!